Vì sao Tổng Trọng bỏ mặc bãi Tư Chính cho Trung Quốc hoành hành? Bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là khu vực được đánh giá có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt rất lớn mà các công ty liên danh của Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Nga đang tiến hành khai thác. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đang gia tăng sức ép lên Việt Nam ở khu vực này bằng cách liên tục cho tàu hải cảnh quần thảo nhằm gây áp lực buộc Việt Nam phải ngừng các dự án thăm dò dầu khí ở khu vực. Đáng chú ý, những ngày gần đây, tàu hải cảnh Trung Quốc lại tiến vào bãi Tư Chính, nhưng vẫn như mọi lần, truyền thông nhà nước Việt Nam im bặt, không hề đưa tin tàu của Trung Quốc xâm phạm các lô dầu khí của Việt Nam ở bãi Tư Chính. Đài Á Châu Tự Do vào ngày 19 tháng 2 đưa tin, Biển Đông, tàu Trung Quốc xâm phạm các lô dầu khí của Việt Nam ở bãi Tư Chính, bản tin cho biết, vào ngày 18 tháng 2, Trung Quốc đã điều tàu hải cảnh đi vào khu vực các lô dầu khí của Việt Nam ở vùng biển bãi Tư Chính. Động thái này diễn ra chỉ sau một tháng khi lực lượng hải cảnh của Trung Quốc điều tàu lớn nhất của họ đến vào vùng biển xung quanh khu vực này. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã liên tiếp tìm mọi cách cản trở các hoạt động khai thác và thăm dò dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông. Điều đó đã ảnh hưởng lớn tới việc khai thác dầu khí của Việt Nam. Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc cho biết, khu vực bãi Tư Chính chưa có dự án khai thác dầu khí nào. Tất cả các mỏ Việt Nam ký hợp đồng liên danh với nước ngoài hoặc nước ngoài đầu tư khai thác trong những năm qua đều nằm trên bồn trũng Nam Côn Sơn hoặc các khu vực khác. Nói về sự cố khiến hai hãng nước ngoài như Repsol và Noble đã phải rút đi, hủy các hợp đồng thăm dò với nhà đầu tư và với Việt Nam và khởi kiện để đòi bồi thường. Ông Đinh Kim Phúc cho biết như sau. Để bảo vệ các lô khai thác dầu khí của Việt Nam, chính phủ Việt Nam sẽ phải cứng rắn hơn để không có lô dầu khí nào phải tạm dừng vì sức ép của Trung Quốc. Vẫn theo ông Phúc, nếu các tàu hải cảnh của Trung Quốc tiếp tục gây hấn mà Việt Nam phải tạm dừng các dự án liên doanh của mình trên thềm lục địa của Việt Nam, thì đó là một sự thất bại. Và trong tương lai, Việt Nam sẽ khó đấu tranh với Trung Quốc. Bản đồ bãi Tư Chính trên Biển Đông. Giới phân tích quốc tế đánh giá động thái mới nhất kể trên diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc vừa tăng cường mối quan hệ ngoại giao đặc biệt sau chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu tháng 12 năm 2023. Trên thực tế, hai ngày trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Hà Nội, thì tàu hải cảnh của Trung Quốc cũng xâm nhập vào khu vực biển quanh bãi Tư Chính. Theo các chuyên gia nghiên cứu Biển Đông, mục đích của Trung Quốc nhằm ngăn không cho Việt Nam mở rộng phạm vi thăm dò và khai thác dầu khí ở khu vực bãi Tư Chính để buộc Việt Nam phải hợp tác khai thác chung với Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là Việt Nam phải thừa nhận các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với khu vực này. Đây là viễn cảnh rất khó chấp nhận đối với Việt Nam. Chiến lược này cũng đã được áp dụng đối với một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á như Philippines là một ví dụ, và cho đến nay chiến lược này tỏ ra khá hiệu quả. Theo đánh giá của giới chuyên gia, động thái này của Bắc Kinh nhằm dằn mặt đối với Việt Nam sau khi Hà Nội có những bước đi ngả sang Hoa Kỳ nhiều hơn. Đồng thời, đây cũng là cách mà Trung Quốc lấn tới đòi thêm chủ quyền ngay tại vùng thềm lục địa của Việt Nam. Ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine đã có nhiều quan ngại cho rằng Bắc Kinh sẽ gây sức ép để buộc Nga phải từ bỏ hợp tác với Việt Nam. Theo giáo sư Thayen, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam người Úc, điều tồi tệ nhất là Trung Quốc thành công ép các công ty Nga chấm dứt hợp tác với Việt Nam. Nhưng tồi tệ hơn nữa là Việt Nam không có cách nào khác để có thể buộc Trung Quốc phải xuống nước. Theo giới quan sát, những vấn đề về đấu đá chính trị ở thượng tầng, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam có thể không công bố rộng rãi cho dân chúng biết. Nhưng những gì xảy ra liên quan đến chủ quyền Biển Đông nói chung hay chủ quyền bãi Tư Chính nói riêng, thì người dân luôn có quyền được nhận những thông tin chính thức từ nhà nước. Một câu hỏi đặt ra là vì sao và điều gì khiến cho báo chí trong nước buộc phải im lặng trước diễn biến trên vùng biển bãi Tư Chính thuộc chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Nhưng điều đáng lo ngại hơn thế, theo nhà báo Chiến Thành trong bài viết có hai đòn cân não quanh bãi Tư Chính đã đưa ra nhận định như sau. Tay chân của Trung Quốc đã thọc quá sâu, nắm giữ quá nhiều, át chủ bài khiến ông Trọng và phe cánh phải nhìn trước nhìn sau rất lâu trước khi có quyết định cuối cùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Vì sao Tổng Trọng bỏ mặc bãi Tư Chính cho Trung Quốc hoành hành. Gậy ông lại đập lưng ông, chùa Ba Vàng đã lộ nguyên hình.
Sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, mạng xã hội trên Facebook chia sẻ rộng rãi tin tức về hình ảnh về biển người đổ về chùa Ba Vàng trong ngày mùng 8 Tết âm lịch. Đáng chú ý sự việc này là sự tham gia đưa tin của một số tờ báo của nhà nước. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 17 tháng 2 đưa tin biển người quây kín sân chùa Ba Vàng ngày mùng 8 Tết. Bản tin cho biết ngày 17 tháng 2 tức mùng 8 Tết âm lịch, sân chùa Ba Vàng kín mít, không còn chỗ trống với hàng vạn Phật tử đổ về lễ bái đầu năm. Tờ báo Tuổi Trẻ cũng tiếp sức quảng cáo sự dối trá cho chùa Ba Vàng. Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ Online, các tuyến đường dẫn lên chùa đều chật cứng người nhưng không xảy ra tình trạng lộn xộn. Bãi gửi xe miễn phí và không có hiện tượng bày bán hàng hóa hay chèo kéo mời khách. Tuy nhiên Facebook Võ Hồng Ly đã vạch trần hình ảnh chùa Ba Vàng đông nghịt ngày 8 Tết như trên mạng xã hội và truyền thông nhà nước chia sẻ là do đám truyền thông có định hướng đã lấy hình ảnh cũ của năm 2023 để tiếp tục dẫn dắt du ngủ người dân và quảng bá cho tầm bậy cho chùa Ba Vàng. Khi bị dân cư mạng phát hiện và vạch trần về sự sử dụng hình ảnh cũ từ năm 2023 để tuyên truyền dối trá, thì một số tờ báo đã vội vã gỡ hình. Trong khi đó, mạng xã hội cũng đã chia sẻ những hình ảnh khác của chùa Ba Vàng. Theo đó, ngôi chùa này vắng lặng trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo Facebooker Nghiêm Sĩ Cường, trong status đăng lên trang cá nhân với tiêu đề Ba Vàng sáng ngày 10 tháng Giêng cho biết, mình xuống công việc dưới Quảng Ninh từ hôm mùng 8 Tết. Sau khi xong việc 10 giờ sáng nay ngày mùng 10 Tết, tức 19 tháng 2, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng thử ghé qua Ba Vàng xem dân tình có kéo đến lễ đông như nghịt như lời thổ hay không. À, xem ra có thể đặt lưới bẫy chim sẻ. Tác giả Nghiêm Sĩ Cường đã hỏi chuyện nhiều tầng lớp cư dân quanh vùng, với đủ cả nam, phụ, lão, ấu thì đều gặp những nụ cười bí hiểm và những cái xua tay, lắc đầu. Hỏi những quán hàng quanh chùa, thế hôm mùng 8 Tết mọi người đến có đông đúc không các bác? Thì đều nhận được câu trả lời, hôm đó thứ bảy chỉ hơn thế này chút thôi. Mấy năm trước và những ngày này còn tắc cả đường, năm nay giảm 80-90%. Bức ảnh mới cho thấy chùa Ba Vàng đã vắng lặng khác thường trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn. Vẫn theo Facebook Nghiêm Sĩ Cường, chuyện về chùa Ba Vàng qua lời chia sẻ của cư dân quanh vùng thì vô thiên lủng, dành cả tuyển tập có khi không đủ. Xin chia sẻ cùng anh em mấy tấm hình trên đường vào và bãi xe của chùa Ba Vàng lúc 10 giờ ngày mùng 10 Tết. Kèm theo tác giả chia sẻ bộ ảnh, đó là những hình ảnh thực tế của chùa Ba Vàng năm nay được dư luận cho là vắng hơn chùa Bà Đanh. Trên mạng xã hội ngay lập tức đã có nhiều ý kiến cho rằng thời gian gần đây sau hàng loạt các sự việc tiêu cực xảy ra tại chùa Ba Vàng, các cơ quan chức năng cũng như mạng xã hội đã phát hiện trên thực tế công luận đã có phần thức tỉnh số đông Phật tử về các chiêu thức lừa đảo của chùa Ba Vàng. Sư thầy Thích Trúc Thái Minh đã biến đạo Phật và nhà chùa trở thành cơ sở kinh doanh tâm linh mang màu sắc mê tín dị đoan. Việc một số người đến dự lễ chùa Ba Vàng giảm sút đáng kể cho thấy chiêu lừa lọc của sư thầy Thích Trúc Thái Minh đã mất linh nghiệm. Facebooker Khanh Nguyễn thì bình luận tiếp như sau: bức ảnh mới đang lan truyền trên mạng cho thấy sân chùa Ba Vàng vắng lặng khác thường. Trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn, điều chưa thấy bao giờ trước đây, cho đến khi ngọn cỏ phi ly ngọ nguậy và được vái lạy, hệ thống công nghiệp cúng dường đã vấp phải sự tức giận và từ chối của người dân, đặc biệt là các tín đồ phía Bắc, vốn hồn nhiên và dễ tin, đã quy tụ về đây suốt một thời gian dài, và sự chống trải, lạnh tanh khác thường. Như loại một hoạt hình cho thấy là lời giải đáp và đáp trả im lặng. Nhưng có lẽ sức mạnh gấp ngàn lần những bài hoằng pháp ồn ào giả tạo hối thúc con tin, tức một buổi lễ ở chùa Ba Vàng có số tăng ni Phật tử tham gia đông đảo trước đây. Đồng thời trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến cho rằng sau sự kiện xá lợi tóc Phật bị tố là ngọn cỏ phi ly, một câu chuyện lừa siêu cấp bị phát giác, cộng thêm sư thầy Thích Trúc Thái Minh phải kỷ luật sám hối nhiều lần đã giúp cho số đông Phật tử thức tỉnh. Nhiều người đã quay lưng lại với chùa Ba Vàng và sư thầy Thích Trúc Thái Minh. Liên quan đến việc một số tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, Tiền Phong cho đăng lại hình ảnh cũ ngập kín người của chùa Ba Vàng từ những năm 2023 đã cho thấy có sự chỉ đạo chung để cứu chùa Ba Vàng thoát cảnh thất thu. Đây có lẽ là câu trả lời cho những lời xì xào lâu nay khi cho rằng chùa Ba Vàng là cơ sở kinh tài do ban tôn giáo của chính phủ
và Bộ Công an cũng như Chùa Ba Vàng có nhiệm vụ hạ thấp uy tín của đạo Phật. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Gậy ông lại đập lưng ông, Chùa Ba Vàng đã lộ nguyên hình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.